Hôm nay mình sẽ đi lấy nước ngọt để ăn nhá các bạn ơi. Kia nhá. Bên kia là mình ở bên kia à. Đấy. Nhưng mà cái đường ống dây trắng trắng này là mình mới lấy ở trên cái khe nước trên này xuống. Để sâu mãi trong đây nó có một cái mạch nước. Đấy. Đây là cái mạch nước này. Khe nước chảy từ trong lòng núi chảy ra.